Hôm nay Bukaco sẽ giới thiệu cho bạn cách làm mẫu Bukaco 005, cùng theo dõi nha. Và chúng ta cần chuẩn bị sơn lót đa năng Bukaco, sơn bê tông Bukaco mã Silver BK3 và Silver BK1, bay Silver Bukaco, phô mai phủ gel Bukaco, gel bảo vệ Bukaco. Bước 1, dùng sơn lót đa năng Bukaco phủ đều lên bề mặt. Bước 2, dùng bay Silver Bukaco đưa sơn bê tông Bukaco mã Silver BK3 lên tường để tạo lớp nền. Bước 3, dùng bay lấy một lượng sơn bê tông mã Silver BK3 dặm ngẫu nhiên lên bề mặt để tạo điểm nhấn. Sau đó vuốt nhẹ và chờ khô hoàn toàn. Tiếp theo, ta dùng phô mai dặm liên tục sơn bê tông mã Silver BK3 và Silver BK1 kết hợp lên bề mặt. Sau đó vuốt nhẹ bằng bay. Bước 4, sau khi bề mặt đã khô hoàn toàn, pha chèo với nước theo tỷ lệ 2:1, phủ đều lên bề mặt. Lưu ý, nội thất thì phủ 1 lớp, ngoại thất thì phủ 2 lớp nhé. Chúc quý khách thành công!